Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Thủ Đức House. Phiên tòa được mở ra do có 43 trong tổng số 67 bị cáo kháng cáo đề nghị tòa xem xét lại bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, vụ án còn có kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, gồm Thủ Đức House, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh. Trong vụ án, cựu phó cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Hạnh, 55 tuổi, bị cấp sơ thẩm là Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, kháng cáo xin được hưởng án treo. Cựu phó cục trưởng cho rằng mức án 4 năm tù đối với bị cáo là quá nghiêm khắc, bị cáo không có động cơ vụ lợi, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, hiểu biết pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục thuế từng thời kỳ. Hậu quả vụ án đã khắc phục 100% ngân sách nhà nước không bị thất thoát. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động phạm tội. Tại Việt Nam, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo nhiều người thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty ma không có hoạt động kinh doanh thực tế, hoặc mua các chứng minh nhân dân từ các nguồn trôi nổi và thuê làm giả để thành lập công ty, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, mua bán trong nước và xuất nhập khẩu hàng hóa. Để phục vụ chuyển tiền ra vào Việt Nam, lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị sẵn một số hàng hóa linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp. Để hợp thức hóa đầu vào, Trịnh Tiến Dũng và Lưu Thị Ngát, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư dịch vụ Khánh Hưng, thành lập và sử dụng 17 công ty vỏ bọc xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống. Để hợp thức hóa đầu vào cho công ty Sài Gòn Tây Nam, Thủ Đức House và công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế giá trị gia tăng. Sau khi tiền hàng và 10% tiền thuế giá trị gia tăng do các công ty Sài Gòn Tây Nam, Thủ Đức House và công ty Hoàng Nam Anh ứng trước được chuyển về tài khoản của 17 công ty vỏ bọc, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên, người quen, lao động tự do rút tiền, chuyển tiền, nộp tiền. Sau đó, làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty ma được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế giá trị gia tăng. Lưu Thị Ngát được Trịnh Tiến Dũng trả phí dịch vụ 0,8% trên tổng doanh số. Từ đó, Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, gần 1.760 tỷ đồng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 537 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng. Giữa năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và cựu Phó Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Hạnh mức án 4 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt với 10 tội danh từ phạt tiền đến 30 năm tù. Trong đó, bị cáo Lưu Thị Ngát bị phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Thủ Đức House phải trả cho Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hơn 365 tỷ đồng. Số tiền này đã được Thủ Đức House nộp vào tài khoản của cơ quan điều tra. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2024. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.